Vâng, em An Thái xin chào tất cả các bác yêu lan trên toàn quốc nha. Nó lại lên tiếp video và có về hình lan để chia sẻ cho các bác nha. Đấy, hẳn rừng ở chỗ em nha các bác nha. Đây trên tay em cần là một cái giò hoàn thảo u lồi này, hàn nguyên bản này các bác này. Dân người ta vừa mới chặt về này, mới luôn. Hàn nguyên bản nha, đây không phải là ghép nha, hàn nguyên bản luôn. Nam thân như thế này nha. Có nam thân tơ như thế này nha. Đấy, tăng lên thân tơ này. Nam thân tơ như thế này nha. Mấy thân già này nó nở hoa rồi, thân này thì nở hoa rồi, còn mấy thân này chưa nở này. Thân này đang có bông này, đẹp chưa các bác? Bông u lồi này to đẹp luôn. Đây nguyên một dề như thế này nha, em chia sẻ cho các bác này. Hình số đầu tiên, hình số 1 nha, 150.000, 150.000 nha, cho một cái khúc hoàn thảo u lồi như thế này nha. Đấy, rất chi là đẹp luôn. Cho bác nào muốn mua về, các bác đặt chậu cho em này, các bác về các bác chỉ cần đặt chậu cho em thôi. Đấy, quá là tuyệt vời luôn này. Nam thân nha các bác nha, hình số 1 nha, 150.000 cho hình số 1. Có đây hình số 2 này, đây là nguyên một dề kiều mỡ gà nha, một dề kiều mỡ gà này. Đây hai cái thân tơ của nó này. Đấy, tơ của nó này đang rất là đẹp luôn. Kiều mỡ gà nha, nguyên một khúc một dề to đẹp luôn. Đấy, em chia sẻ cho các bác cái khúc này với giá là 150.000 nha, 150.000. Cái giá thể của nó bị mục hết rồi các bác nha. Các bác có thể ghép vào đặt vào chậu hoặc là ghép thêm chỗ khác nha. Đấy, các bác có thể ghép vào chậu này, có thể đặt vào chậu nha. Cái giá thể của nó bị mọc hết rồi nha các bác nha. Đấy, nói thẳng là các bác làm bị mọc hết rồi đây. Đấy, nó bị mọc hết rồi. Một khúc như thế này nha, hình số 2 nha, 150.000, kiều mỡ gà nha. Kiều mỡ gà hay gọi là kiều vuông nhá. Một khúc to dài đẹp luôn. Kiều mỡ gà nha, hình số 2 150.000. 150.000 cho hình số 2 nha. Hôm nay em lên mấy hàn rẻ rẻ để các bác siêu tầm. Đây em lên tiếp cho các bác một cái dề, đó là hoàn phi điệp vàng nha. Một khúc phi điệp vàng quá đẹp luôn, tuyệt vời các bác ạ. Đẹp như thế này, chia sẻ cho các bác nha. Đây em chia sẻ cái thân này, cái dề này cho các bác với giá là 150.000, 150.000 nha, cho hình số 3 nha. Phi điệp vàng. Đây em lên tiếp cho các bác này. Hình số 4 này, hình số 4 nha. Một cây cáo đẹp như thế này nha. Chưa rụng lá chân nha các bác nha. Đấy, mới rụng một lá ở dưới chân cuối cùng này thôi, một lá cuối cùng cái này thôi. Nó có 1 2 3 4 5 6 6 cặp lá các bác ạ, đang có 6 cặp lá như thế này. Đẹp chưa này. Cái ngồng hoa của nó này đỏ chót luôn. Cái ngồng hoa đỏ chót và rất là đẹp luôn này. Một cái ngồng hoa đỏ chót và rất là đẹp và dài như thế này nha. Chia sẻ cho các bác này, đây cũng có một thân hoa ở đây này nha, thân nhỏ nhỏ thế này nha. Hai thân hoa. Đấy, một cây cáo hai thân hoa. Đẹp như này nha, bản lá đang to dần này các bác này. Em chia sẻ cho các bác với giá là 350.000 nha, 350.000 cho hình số 4 nha, cáo Lai Châu nha. 350.000 cho hình số 4 nha. Lên tiếp cho các bác à, hai cây cáo to này. Đấy, cáo to nha. Đây là cáo to nha, nhưng mà rụng hết lá chân rồi các bác ạ. Cũng bị lối lá rồi. Bị lối mất lá rồi các bác này, tiếc quá. Chắc em phải cắt cái lá này đi các bác nha. Em phải cắt đi, nó xấu quá. Cái này rụng hết lá chân rồi. Ngồng hoa của nó dài rồi nhá, dài như thế này rồi nhá. Hai cái ngồng hoa của nó này nó dài như thế này rồi. Em chia sẻ cho các bác này, hai cái cáo như thế này nhá. 400.000, 400.000 nhá, cho hai cái cáo này nhá. Cho hình số 5, 400.000 nhá. Hai cái cáo này to lắm các bác, nhưng mà bị lối hết rồi. Cho hình số 5.
Đây các bác, lên cho các bác một khúc cáo to đẹp này. Một khúc cáo to đẹp nha. To đẹp như này nha. Em chia sẻ cho các bác với giá là 1.300.000. 1.300.000 nha. Cho những cây cáo to đẹp này này, lá xếp đẹp này. Cây này thì nó bị lối mất mấy lá rồi các bác nhá. Đây, nó bị lối mất mấy lá em cắt đi rồi. Đấy. Như thế này nha. Chia sẻ cho các bác hình số 6 nha. 1.300.000, 1.300.000 nha, cho hình số 6, ghép một khúc gỗ lúa nha. Rất là đẹp luôn. Cho hình số 6 nha. Đây các bác, lên tiếp cho các bác một cái giò đùi gà này, hoàn thảo đùi gà Lai Châu nha. Đấy, đang nụ chi chíp này. Nụ đẹp chưa? Đang có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 thân hoa. Đang có 7 thân hoa như thế này nha. Được ghép lên một cái khúc gỗ lúa. Cái lúa này là rổi đá các bác nha. Đấy, một cái khúc rổi đá to như thế này. Rổi đá là các bác biết cái dòng là gỗ rổi đá này rất là chắc luôn. Vì các bác chơi phải lên mấy chục năm nha. Mấy chục năm nha. Nó mới hỏng được nha. Nó có không hỏng được các bác ạ. Đấy, cái lúa này rất là chắc luôn. Đây. Ngồng hoa đầy đây các bác. Ngồng hoa nhiều chưa? Một cái giò đùi gà như này. Em chia sẻ cho các bác với giá là 200.000 nha. 200.000. 200.000 cho hình số 7 nha các bác nha. 200.000 cho hình số 7 nha. Hoàn thảo đùi gà nha. Đấy, đang hoa chi chíp rất là đẹp luôn. 200.000 cho hình số 7 này. Hoàn thảo đùi gà. Em lên tiếp cho các bác một cái giò đó là hoàn thảo đùi gà này nha. Cũng được ghép trên một cái khúc lúa này, lúa đứng như thế này. Đây là lúa cũng là rổi đá nha các bác nha. Đây cũng là lúa rổi đá đây. Dân nó thuần vào rổi đá rất chi là đẹp và rất chắc chắn luôn. Về các bác chơi mấy chục năm nha. Về các bác có thể chơi mấy chục năm. Cái giò này em chia sẻ này. Đây đùi gà này. Đùi gà này. Đùi gà này thì nói chung là nó chưa thấy cây nào có hoa các bác ạ. Chưa thấy cây nào có hoa kiểu đùi gà lùn ấy các bác ạ. Nhưng mà đây cái thân năm vừa rồi nở hoa. Năm nay không thấy nở hoa. Về các bác chăm lại cho em nha. Một dè đùi gà như thế này. Đấy, rất chi là nhiều thân tơ nha. Em chia sẻ cho các bác với giá là 170.000 nha. 170.000. Đấy, 170.000 nha. Cho hình số 8 nha. Hình số 8 nha. Rất chi là đẹp luôn. Một dè đùi gà rất là đẹp luôn. 170.000 cho hình số 8 này. Hẳn đứng đẹp luôn. Các bác đặt luôn là nó sẽ đứng luôn các bác ạ. Đây. Các bác phải các bác đặt luôn thế này, nó đứng như thế này nhá. Rất là đẹp luôn. Chia sẻ tiếp cho các bác này. Em chia sẻ tiếp cho các bác một cái giò đó là giá hương tam bảo sát nha. Đang đẹp như thế này. 5 cây. Đấy, 5 cây đầu này. Và có một cây lá nhan này. Cây lá nhan rất là khỏe này. Và đang có một ngồng hoa nha. 5 cây 5 ngồng hoa nha. Chia sẻ cho các bác 5 cây 5 ngồng hoa này. 5 cây 5 ngồng hoa như thế này nha. Em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 cho hình số 9 nha. Rất là đẹp luôn. Được ghép rồi nha. Được thuần rồi. 5 cây 5 ngồng hoa nha. Giá hơn tam bảo sát này. Em lên tiếp cho các bác một cái giò đó là hoàn thảo kèn nhá. Đây chuẩn bị nở hoa rồi các bác này. Chuẩn bị nở hoa này. Hoa tím đậm luôn. Đẹp chưa các bác. Đấy. Hai cái mần gốc như thế này nha. Em chia sẻ cho các bác với giá là 200.000. 200.000 nha. Cho hình số 10 nha. Hoàn thảo kèn Lai Châu nha. Hoa đang tím đậm đẹp như thế này nha. Đấy, chuẩn bị nở hoa rồi. Gửi cho các bác là các bác vẫn được chơi hoa nha.
200.000 cho hình số 10 nhá. Hình số 11 này. Hình số 11 này. Em chia sẻ cho các bác này. Đây là hoàn thảo Yến Ngọc nha. Được ghép lên một cái khúc đó là gỗ lúa nha. Một khúc lúa rất là đẹp luôn. Đang có 3, 4, 5, 6 thân hoa. Đang có 6 thân hoa như thế này nha. Nở hoa lên các bác. Đây là hoàn thảo Yến Ngọc nha. Là mình gốc của nó này. Đẹp chưa? Như thế này nha. Nở hoa quá là đẹp luôn này. 1, 2, được 50 cm. Nở hoa nha. Chuẩn bị nở hoa ở đây. Toàn thân hoa của nó này. 6 cái thân hoa. 6 thân hoa nha. Rồi này em chia sẻ cho các bác này. Với giá là 200.000. 200.000 nha. 200.000 cho hình số 11 nha. Cho hình số 11 nha. Còn có mấy thân hoa ngán teo này. Đang sưng nụ đầy nha các bác này. Nhưng mà em chưa tính nha. Em chỉ tính mấy thân dài là 6 thân dài thôi. Còn 2-3 thân ngán nữa. Đấy, rất chi là đẹp luôn. Nguyên một dề nha. Hoàn thảo Ý Ngọc nha. Hay còn gọi là 5 cánh chán hồng hồng nha. 6 thân hoa quá là đẹp luôn. Về các bác chơi hoa quá tuyệt vời. 200.000 cho hình số 11. Hình số 12 này các bác này. Một giò quá là đẹp luôn. Đấy, phi vàng nha. Thân to mật ú luôn. Và rất là đẹp luôn nha. Cái thân dài nhất của nó đang được 1, 2, 3, 60 cm vẫn còn dài tiếp nha. Thân dài nhất của nó được 60 cm này. Đấy, đây 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 thân. Và còn mấy thân ngắn em còn chưa đếm nha. Được như thế này. Đẹp chưa này các bác này. Rồi này em chia sẻ các bác với giá là 300.000. 300.000 nha. Cho hình số 12. Và đây là cái giò kết thúc video của em. Mong các bác sẽ ủng hộ và tạo động lực cho em. Để em có kiến em này có động lực để đi kiến những giò lan đẹp như thế này. Đấy. Cho các bác siêu tầm nha. Đây là hàm rừng Lai Châu các bác nha. Chuẩn hàm rừng Lai Châu. Em quay video như thế nào là cây nó như thế đấy nha. Các bác xem video rồi, các bác đã thấy, cũng như các bác đã thấy tận mắt nha. Đẹp như thế này. Em gửi cho các bác đúng cây luôn nha. Em xin chào tất cả các bác.